Minh Đường Tử Vi mến chào các chị gái tuổi nhâm tý, những người sinh năm 1972. Chúc các các chị bước sang năm nhâm dần 2022, được bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các chị đón xem tử vi tuổi nhâm tý của mình, trong 6 tháng đầu năm âm lịch năm 2022, chi tiết về các phương diện như, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, và những vận hạn có thể gặp phải. Mong rằng với những thông tin hữu ích, chúng tôi có thể giúp cho các chị có được cái nhìn tổng quan về vận trình của mình, mời các chị gái cùng theo dõi. Đánh giá chung của tuổi Nhâm Tý, những người sinh năm 1972 nữ mạng. Tử vi tuổi Nhâm Tý nữ mạng, bạn là người có tính tình vui vẻ, rất tài giỏi, nhạy bén, có khả năng quan sát cao, bản tính ngay thẳng, trung hậu, thật thà, bạn thích tìm kiếm sự hoàn mỹ và là người thân nhàn tâm khổ tự lực cánh sinh từ nhỏ nếu như trong mệnh có cát tinh, đa phần là người rất ghét cái ác, thích làm những việc thiện, không cầu báo đáp, có trí to lớn, tuổi này trẻ thì bình thường, trung niên thành đạt, vận niên thì được viên mãn như ý muốn. Tuổi nhâm tý nữ mệnh, thuộc mệnh mộc gặp năm 2022 mệnh kim bạch kim, kim khắc mộc, mộc bị hại, không được tốt. Địa chi tý gặp năm dần, bình thường. Thiên can, nhâm gặp năm nhâm, bình thường. Sao chiếu mệnh, sao la hầu là hung tinh, làm cho bạn dễ bị hao tán về tiền bạc, hay đa sầu, đa cảm, bệnh tật, khẩu thiệt thị phi vận hạn, hạn diêm vương, tuy là bạn trong năm có tài lộc, gia đình hạnh phúc vẹn toàn. Thế nhưng nếu có bệnh tật, đau lâu ắt sẽ khó qua khỏi, đặc biệt là đàn bà lâm sản nạn có thể sẽ bị vong mạng. Vận niên, mã chúng đau, xấu. Thái tuế năm 2022, với bạn trong năm không phạm thái tuế. Tam tai năm 2022, với bạn tuổi nhâm tý trong năm phạm tam tai năm thứ nhất. Tuổi kim lâu năm 2022, phạm kim lâu, kim lâu tử, bản mệnh không nên kết hôn, cưới hỏi trong năm này. Hạn hoang ốc năm 2022, trong năm bạn phạm hoang ốc, lục hoang ốc, bản mệnh không nên xây nhà, sửa nhà trong năm này. Xét về vận trình sự nghiệp của các chị tuổi nhâm tý trong 6 tháng đần năm âm lịch, trong nhâm dần 2022. Bước sang năm 2022, nữ tuổi nhâm tý sinh năm 1972 sẽ 51 tuổi. Do bị nhiều sao hung tinh xuất hiện, cho nên làm cho vận trình trong năm của bạn không mấy khả quan. Bản mệnh tuổi nhâm tý nữ, trong 6 tháng đầu năm của năm nhâm dần này, bạn nên nhìn nhận thực tế và suy nghĩ để tìm ra những biện pháp đối phó với những khó khăn chắc trở có thể gặp phải. Hãy cố gắng để ổn định nơi làm việc. Tốt nhất với bạn nữ tuổi nhâm tý nên tập trung vào công việc của mình, thực tế và tận tâm, đồng thời không cần phải đòi hỏi những khía cạnh khác. Và với bạn tuổi nhâm tý trong 6 tháng đầu năm này, cần phải học hỏi nhiều hơn ở những người trẻ tuổi, giao tiếp với họ nhiều hơn, khi gặp những người mới đến với năng lực yếu hơn, bạn cũng phải góp ý và tận tâm giúp đỡ. Điều này giúp cho mối quan hệ giữa các cá nhân tại nơi làm việc trở nên hài hòa hơn, ngoài ra còn có thể được đồng nghiệp và cấp dưới yêu mến, công việc tự nhiên sẽ nhàn hạ và thoải mái hơn. Ở nơi làm việc, công việc của bạn đối mặt với nhiều khó khăn, bất ổn, nếu có thay đổi thêm, thì điều này chỉ gây ra nhiều bất lợi cho bạn. Trong 6 tháng đầu năm này, vận trình của bạn tuổi nhâm tí nữ, cũng sẽ có được vận quý nhân giúp đỡ, nhưng cũng có tiểu nhân quấy phá, điều này làm cho công việc có thành có bại, có dự án thuận lợi, cũng có dự án phải bỏ giờ giữa chừng. Vậy nên, thận trọng trong các mối quan hệ xã giao là tốt hơn cả. Nên tiến hành mọi việc chậm nhưng chắc, chờ vận khí lên, gặp thời mới mong đổi vận. Trong 6 tháng đầu năm, vận khí chưa tốt, công việc cần có kế hoạch cụ thể, và làm theo kế hoạch thì mới mong đạt được kết quả. Trong dịp đầu năm, với bạn tuổi nhâm tý nữ nên thận trọng trong hợp tác, hùn hạp làm ăn kẻo xảy ra xung đột, kiện tụng, và mình là người phải chịu nhiều thua thiệt. Tốt nhất là bạn không nên đầu tư hay phát triển những thương vụ lớn và quan trọng trong thời gian này, sẽ gặp nhiều bất lợi. Với bạn nữ tuổi Nhâm Tý, bản mệnh đang gặp ngũ hành bị khắc và địa chi của tuổi Bình Hòa không quá đẹp. Do đó, năng lượng bản mệnh bị tiêu hao, tính tình dễ nóng nảy, mất bình tĩnh. Bạn cần cố gắng nhiều hơn thì công việc mới thu được kết quả tốt. Ngoài ra bạn nữ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 cần cố gắng giữ gìn bản mệnh, nhường nhịn trong lời ăn tiếng nói để tránh mâu thuẫn xảy ra mà mình là người phải chịu nhiều thiệt thòi. Về phương diện tài lộc 6 tháng đầu năm âm lịch 2022 đối với tuổi Nhâm Tý nữ mạng Xét về phương diện tài lộc cho thấy, đối với nữ nhâm tý, những người sinh năm 1972, thầy tử vi chỉ ra rằng, trong 6 tháng đầu năm nhâm dần 2022 này, với bạn đang có điểm báo vận trình tài lộc không được tốt cho lắm. Về thu nhập, ở cả hai phương diện chính tài và thứ tài đều không ổn định, so với những năm trước đây, thì thu nhập của bạn trong 6 tháng đầu năm này sẽ bị giảm mạnh. Về chi phí, ngay cả khi nữ tuổi tí siêng năng, chăm chỉ và tiết kiệm thì vẫn vướng phải một số khoản phát sinh bất ngờ bắt buộc cần phải chi tiêu vận trình 6 tháng đầu năm cần đề phòng kẻ trộm lẻn vào nhà, mất ví khi đi chơi, con cái gây rối bên ngoài, thì cần phải bỏ tiền ra mới giải quyết ổn thỏa. Với bạn nữ tuổi tí nên cảnh giác hơn và cố gắng hết sức để giảm bớt những thiệt hại không đáng có về tiền bạc. Mặc dù trong 6 tháng đầu năm này vẫn có được tài lộc về kinh doanh, buôn bán hay đầu tư, song đó chỉ mang tính tiểu cát. Nếu không có kế hoạch tài chính hợp lý, e rằng thu không đủ chi, nhiều việc bị ảnh hưởng khi nguồn tiền không vững vàng. Với bạn vận khí chưa tốt, không nên vội vàng hay cố gắng mạo hiểm đầu tư để tránh thất thoát tiền của không đáng có. Trong 6 tháng đầu năm nhâm dần này với bạn nữ tuổi nhâm tý nên tìm cách giữ tiền là hơn, đừng hồn hạp nhiều vốn cùng lúc, hành sự cũng nên thận trọng. Ngoài ra, với bạn cũng cần học cách quản lý tài chính, hạn chế việc tiêu xài mua sắm những thứ không cần thiết, đề phòng những rủi ro bất chắc xảy đến, có tiền mới thể xử lý ổn thỏa trong năm 2022 này, nữ tuổi nhâm tý đang chịu ảnh hưởng của thủy bên cạnh đó với bạn nữ tuổi nhâm tý bước sang năm nhâm dần này đang gặp sao thủ diệu chiếu mệnh, với bạn nên có thể trưng bày, trang trí vật phẩm phong thủy bằng thủy tinh, con hổ, con trâu, con chuột, con rồng bằng thủy tinh, trong nhà hoặc văn phòng như một linh vật cầu may mắn. Vật phẩm trang trí này có thể củng cố sự giàu có thoáng qua, tạo ra sự thịnh vượng và hóa giải sự thất thoát về tiền bạc của cải. Ý nghĩa tốt đẹp là cầu mong năm mới tài lộc tăng tiến, tài lộc hanh thông. Về phương diện tình cảm gia đạo trong 6 tháng đầu năm âm lịch năm 2022, đối với tuổi nhâm tý nữ mạng. Về mặt tình cảm, nữ tuổi nhâm tý sinh năm 1972 cho thấy, trong vận trình 6 tháng đầu năm nhâm dần này cái chuyện tình cảm của bạn cũng không được tốt cho lắm. Mặc dù không có khả năng xảy ra xung đột gay gắt về lời nói và thể xác giữa vợ và chồng, nhưng rất ít giao tiếp với nhau, và bầu không khí ở nhà luôn buồn tẻ. Sống trong môi trường như vậy lâu ngày cả hai sẽ đau khổ về nội tâm, chồng của nữ tuổi Nhâm Tý có thể lừa dối bạn. Nếu muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này, nữ Nhâm Tý phải cố gắng sửa đổi để không khí gia đình thoải mái hơn. Lời khuyên của chuyên gia Phong Thủy dành cho bạn là dù bạn còn độc thân hay đã có chồng, bạn có thể sử dụng vận phẩm Phong Thủy để trên đầu giường như linh vật tình cảm của năm nay, những người độc thân có thể nâng cao sự quyến rũ với người mình thích để giúp thoát khỏi cảnh độc thân càng sớm càng tốt, trong khi đối tượng và người đã kết hôn có thể ổn định mối quan hệ hôn nhân và tình yêu. Về phương diện sức khỏe trong 6 tháng đầu năm âm lịch năm 2022, của tuổi nhâm tý nữ mạng. Về phương diện sức khỏe, bạn nữ tuổi nhâm tý sinh năm 1972 có điểm báo vận trình trong 6 tháng đầu năm của năm nhâm dần này, sẽ hay ốm đau, gặp họa huyết quang, thậm chí là đổ máu nữa. Nếu như bạn đang có bệnh cũ rất dễ tái phát, phải đến bệnh viện tái khám thường xuyên, nhất định phải làm theo lời bác sĩ, cẩn thận kẻo bệnh cũ tái phát bệnh càng thêm nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và trong cuộc sống hàng ngày nên duy trì chế độ làm việc và nghỉ ngơi điều độ lành mạnh không nên ăn nhiều đồ ăn có nhiều dầu mỡ đồ chiên xào rán kẻo béo phì quá mức sẽ dẫn đến các bệnh tật khác nhau với bạn nữ tuổi nhâm tí nữ trong thời điểm này cũng không nên đi du lịch nước ngoài và cũng nên đề phòng tai nạn đổ máu trong thời gian rảnh hãy cố gắng di chuyển quanh nhà và đừng đi quá xa Đối với nữ tuổi nhâm tý, đặc biệt chú ý an toàn giao thông khi lái xe, không được tùy tiện vi phạm luật lệ giao thông, thực hiện bảo hộ lao động đầy đủ khi làm những công việc nặng, hạn chế đến những nơi có âm khí nặng, những nơi nguy hiểm để tránh gặp họa vào thân. Tử vi nhâm tý nữ theo thiên can và địa chi. Theo thiên can, thiên can tuổi 1972 nhâm, hành thủy, gặp năm nhâm, hành thủy, tương trợ, cho nên vận trình của bạn trong 6 tháng đầu năm cũng có được sự giúp đỡ của nhiều người trong các công việc hay tiền bạc nếu như với bạn có thay đổi về công việc, tuy nhiên sự thay đổi này sẽ không được kết quả tốt như ý. Theo địa chi, địa chi của tuổi là tí gặp năm 2022 chi dần là bình hòa, vận trình của bạn trong 6 tháng đầu năm này, làm ăn không có những thay đổi nhiều. Tiền bạc không có dư giả, mà chỉ đủ cho tiêu pha. Theo tứ trụ, thiên thuận, địa tam tai, năm 2022 là một năm có thể gặp nhiều trở ngại hay vất vả với bạn nữ nhâm tí. Tuy nhiên được sự giúp đỡ của quý nhân nên mọi việc ở mức tạm ổn. Tình cảm gia đình thì có những chuyển biến không được tốt, hoặc có chuyện buồn phiền đưa tới. Tử vi tuổi nhâm tý nữ mạng, theo ngũ hành. Theo ngũ hành bản mệnh, mạng mộc của tuổi gặp năm 2022 hành kim, tương khắc, xấu, bạn nên cẩn thận nhiều bệnh tật, công việc vất vả trở ngại, kinh doanh chủ về thua lỗ. Mối quan hệ anh em họ hàng lục đục. Theo ngũ hành cung phi, cung phi của tuổi là cấn thuộc thổ gặp năm 2022 cung khôn, hành thổ là tương trợ, tốt, vận trình của bạn ít có những thay đổi cho công việc làm công việc gì được hỗ trợ bởi những người ở ngay xung quanh. Tử vi tuổi nhâm tý nữ mạng TANG 6 tháng đầu năm âm lịch 2022, theo sao hạn. Tử vi tuổi nhâm tý nữ mạng, bạn đang bị bị sao chiếu mệnh là sao thủy diệu, hay còn gọi là thủy tinh, được kệ qua các câu thơ. Thủy diệu dây dứt muộn phiền. Gia đình tan tác rối ren không ngừng. Tháng 4 tháng 8 coi chừng. Họ hàng nội ngoại lệ dưng chia lìa giải nghĩa, thủy diệu là sao chiếu tốt chủ về tài lộc và hỷ sự cho nên trong năm nhâm dần người tuổi này có thể có nhiều chuyện vui tới. Đặc biệt rất tốt với người thuộc mệnh mộc như nữ tuổi nhâm tý. Tuy nhiên trong năm cẩn thận tháng kỵ như tháng tư âm lịch vì chủ về khẩu thiệt tiền bạc mất mắt hoặc có người nói xấu ở sau lưng. Tử vi nữ nhâm tý 6 tháng đần năm 2022 gặp hạn Diêm Vương, xấu, được kệ qua các câu thơ. Diêm Vương rất kỵ đàn bà. Rồi lâm sản nạn chắc là mạng vong. Diêm Vương thưa kiện kỵ ngay phải phòng mà giữ đồng giày văn thư. Dịch nghĩa, hạn này chủ về thứ kiện, cẩn thận mất mát của cải. Tình cảm vợ chồng bất hòa, nếu mưu cầu công danh làm ăn trong năm thì lại chủ về có lộc đưa tới. Hạn theo tuổi, bước sang năm nhâm dần này bạn đang phạm phải hạn kim lâu, gặp hạn này nếu làm nhà thì tình cảm của gia đình cũng như vợ chồng này sinh nhiều chuyện gây tranh cãi. Làm ăn thì khó khăn, còn nếu trường hợp làm nhà liên quan tới xây dựng thì cẩn thận đi lại, công việc bất lợi và không nên mua xe cổ. Hạn hoang ốc, lục hoang ốc nếu làm nhà gặp hạn này dễ sinh ra bị tà ma mộng mị. Công việc khó được thành quả như ý muốn vì bị người khác phá hoại. Tử vi 6 tháng đầu năm nhâm dần của tuổi nhâm tý nữ mạng gặp vận niên gì? Vận niên, mã chúng đau, xấu. Giải nghĩa, tương ứng với biểu tượng ngựa chiến bị thương. Gặp vận niên này nên bình tĩnh và kiềm chế để hạn chế thất bại. Tránh xuất hành ở vùng sông nước, cầu phà, hay đi công tác xa nếu kinh doanh buôn bán nên giữ ở mức như cũ, hạn chế phát triển các lĩnh vực mới. Càng về cuối năm thì mọi việc càng tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp. Tử vi từng tháng âm lịch trong trong 6 tháng đầu năm của năm nhâm dần 2022, đối với bạn nữ tuổi nhâm tý. Tháng 1 âm lịch năm 2022. Tháng này, vận trình trong tháng này đối với bạn nữ tuổi nhâm tý có phần hơi căng thẳng và tài lộc tiền bạc tiêu xài hoang phí, nhiều khoản bắt buộc phải chi bất ngờ và không thể tránh khỏi. Bạn phải học cách phát triển các kênh kiếm tiền và bạn phải tiết kiệm và siêng năng. Tuy nhiên, về vận trình tình cảm trong tháng này lại được tốt đẹp, vợ chồng hòa thuận, gia đạo êm ấm, con cái ngoan ngoãn vô cùng, tất cả những điều này sẽ khiến người tuổi Tý cảm thấy rất hài lòng. Vận trình của người tuổi Nhâm Tý nữ mạng tháng 2 âm lịch năm 2022. Đối với bạn nữ tuổi Tý bước sang tháng 2 này, có vận trình sự nghiệp khá tốt trong tháng, đây là khoảng thời gian tốt để cho bạn phát huy năng lực của mình công việc trong tháng sẽ có nhiều chuyển biến tốt, tháng này bạn đón nhiều tin vui liên quan đến công việc, tài lộc cũng được tăng tiến, làm ăn thuận lợi, thông qua một số dự án xuất sắc có thể được xếp đánh giá cao và đồng nghiệp ghi nhận. Bạn có thể chuẩn bị trước tâm lý cho việc thăng chức và tăng lương, điều này rất đáng mong đợi. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe tháng này không tốt cho lắm, áp lực tinh thần rất lớn, điều chỉnh kịp thời. Vận trình của người tuổi nhâm tý nữ mạng vào tháng 3 âm lịch năm 2022. Tháng này, đối với bạn nữ tuổi Nhâm Tý cho thấy về phương diện tình cảm của bạn đang có những dấu hiệu khởi sắc, đặc biệt đối với những người đang còn độc thân, được người thân, bạn bè và đồng nghiệp xung quanh sẽ giúp đỡ tương hợp. Để hạ thấp tiêu chí chọn bạn đời một cách hợp lý, bạn không thể chỉ nhìn vào vẻ bên ngoài. Tuy nhiên, những người đã kết hôn trong tháng này dễ bị thế giới bên ngoài cám dỗ, dễ rơi vào bẫy đào hoa, cuộc sống gia đình ổn định sẽ bị đe dọa. Vận trình của người tuổi Nhâm Tý nữ mạng tháng 4 âm lịch năm 2022 những bạn nữ tuổi nhâm tý bước sang tháng tư âm lịch này đang có điểm báo tiểu nhân quấy phá rất có thể gặp họa từ miệng mà ra trong tháng nên cẩn thận khi làm ăn không nên tin người thái quá không nên đầu tư phi vụ lớn hay có tính mạo hiểm để tránh tình trạng mất tiền hao của không đáng có trong tháng cũng gặp họa huyết quang tai nạn bất ngờ bạn sẽ phải chịu một số đau đớn về thể xác trong tháng này khi nấu nướng cẩn thận với những vật xác nhọn như dao kéo kẻo bị đứt tay hoặc bỏng tay Thận trọng khi đi đường, hạn chế đến những nơi nguy hiểm, những người làm nghề nguy hiểm nên thực hiện bảo hộ lao động đầy đủ để đảm bảo an toàn tính mạng. Đồng thời, phụ nữ rất háo hức mua sắm trong tháng này, mua nhiều hàng hiệu và chi tiền làm đẹp. Bạn cũng nên học cách tiết kiệm để có được tiền tích lũy cho mình nữa nhé. Vận trình của người tuổi Nhâm Tý nữ mạng vào tháng 5 âm lịch năm 2022. Với bạn nữ tuổi Nhâm Tý trong tháng này công việc không tốt cho lắm, sẽ gặp phải nhiều chuyện phiền phức nhất là đối với dân văn phòng muốn chứng minh năng lực của mình thì khả năng thất bại là rất cao. Trong tháng đặc biệt chú ý đề phòng hòa tiểu nhân liên quan đến giấy tờ kiện tụng, tránh xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Điều này ít nhiều nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến công việc danh tiếng của bạn. Nhưng tháng này những người đã kết hôn thì tình cảm khá tốt, vợ chồng hòa thuận, không khí gia đình tốt đẹp. Vận trình của người tuổi Nhâm Tý nữ mạng tháng 6 âm lịch năm 2022 Bước sang tháng 6 âm lịch này, xem tử vi cho thấy, với bạn nữ tuổi nhâm tý trong tháng này rất có thể sẽ có nhiều chuyến công tác, và phải tham gia nhiều buổi giao lưu với bạn bè, đối với những người kinh doanh buôn bán gặp nhiều thuận lợi, nếu có người mời hợp tác làm ăn thì nên nhận lời, trong tháng sẽ có những mối lợi tự nhiên đưa đến, mọi mong cầu tiền bạc của bạn, về phương diện làm ăn đều có được sự thuận lợi. Đồng thời bạn nên quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe của mình. Ngoài ra, tháng này bạn sẽ dành nhiều thời gian hơn cho người lớn tuổi ở nhà, kịp thời chú ý đến những thay đổi về thể chất lẫn tinh thần của họ, có điều gì không ổn phải đưa đến bệnh viện khám kịp thời. Trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi tuổi nhâm tý nữ mạng, trong 6 tháng đầu năm của năm nhâm dần 2022, hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các bạn an tâm hơn phần nào cho những dự định sắp tới của mình. Chúc bạn năm mới an khang, thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã xem video xin chào và hẹn gặp lại